Xin chào các bạn, mình là Tính, mình là Trung Tính nha. Nay mình sẽ hướng dẫn bạn chi tiết làm cái mena ZG41 nha. Mã mena bạn mọi người B5G41MT-MLX3 à. Cái men này đang nhận nhiều lô nha. Rồi, mình tiến hành kiểm tra mọi người. Sửa một cái men, mấy men G41 thì mấy bạn nên sử dụng cho mình một cái cắt lát 4 số thường thôi, tầm 40-50 ngàn thôi. Mình sẽ hướng dẫn mọi người đo các bước nha. Giờ mình tiến hành mình kiểm tra, mình kích nguồn trước, comment kích nguồn chạy được hay không. Men kích nguồn chạy được hay không nha mọi người. Men kích men kích nguồn cho chạy tốt nha. Men kích nguồn chạy tốt, trên cặp test nó cháy hai đèn. Không, cháy hai đèn. Cháy hai đèn. Bây giờ mình tiến hành mình kiểm tra nguồn ga trước. Kích nguồn rồi mình bỏ qua cái bước kích nguồn nha. Ở đây nha, nguồn ga có nha. Nguồn ga đo trên con BW14 hoặc là đo trên dao động nha mọi người. Ở đây một là mình xiên mình đo, bạn nào lẻ tay đo trên con BW này hoặc là đo trên chân số 7 của con dao động. GT8120 nha. Giá 1.2 nha. Còn mấy nguồn chip ok nha. Mấy nguồn chip bắt cái này có không? Chiếc bắt này có không? Nguồn chiếc bắt này mình đo được không? 1.5 nè, 1.2 nè. Đó, 1.2 luôn. Bây giờ mình tiến hành mình đo nguồn CPU nha. Đo nguồn CPU thì mình không để CPU vô thì đo không nha, 0.02. Bây giờ mình tiến hành bỏ CPU vô mình đo áp. Ở đây đối với cái men này, cái men quế xanh này thì có sổ nha mọi người. Nguồn để cấp cho lốc là con quy con này nha, con nhỏ này nha. Hai chân nói chân này với chân 1, chân 3 này phải có 3.3 nha. Lốc mới chạy nha. Nào. Đây mọi người. Bây giờ mình đo áp trên nguồn su nè. Có nè. Không, bây giờ đo áp trên đây nè. Con gà. Không, mất lốc nha mọi người. Một chân có qua áp nè. Một chân này có áp nè. Một chân này không áp nè. Đối với cái men này thì mình tiến hành mình câu luôn nha mọi người. Đối với acid nha. Acid G31 cất cả với xanh nha. Đây, như vậy mà câu mạch. Mình khoan hay dội, mình thay lốc nha. Các bạn mà đo vô áp cái bạn đo lốc liền. Không được. Hai nóc liền không. Ok. Mình vừa đấu hai chân lại nha. Bạn nào có sơ đồ thì mở xong nha.
Đây. Đó nhìn nhỏ gì nhỏ nha mọi người. Bây giờ mình tiến hành. Mới nãy là trên đèn reset mình á, nó chỉ cháy hai cái thôi. Nó chỉ cháy hai bóng đèn thôi. Là một đèn này, hai đèn này, còn một đèn chính giữa này không cháy. Là đang báo lóc, mắc lóc. Khi gắn áp ao sebu vô, gắn sebu giờ tại giải vô, nên gắn sebu thiệt vô á thì đo nguồn được nguồn vô nha, mà lóc không có nha. Rồi, chờ mình cái. Đây. Thấy không? Nhảy ngon không? Tất cả ba lóc ok chưa? Thì khi mắc áp lóc rồi mình cứ câu tắt ra nó chạy phải không? Đối với những men Asus G41 gam 3 nha, Asus hay Giga nha mọi người, rất là kén gam. Mọi người kéo lấy một cái khe gam mà đối với men này rất là kháng kén gam. Thứ hai nữa là gam bớt 1/3 nó mới chạy nha. Đó, còn một hồi nó sẽ có kinh nghiệm là xử lý những cái men Asus G41 này, báo code E1 nha, báo code E1 không chạy nha. Mấy cái men này không nhận UB xử lý giống như cái men H61 nha. Men đang báo D4 nha, ngang không nhận gam, chưa lóc gam được. Cái men này chắc bỏ lâu. Đang sửa lô này mấy ba chục con nha. Thấy hay quá nên có E5 này thấy không? Cái khe gam dơ quá dơ nha. Hay dành vô mọi người không nhận gam nha. Đối với những men mà H110, đối với những men Asus G41 gam 3 này mà báo E1 đó, cách duy nhất để mình sửa ban nó đó, không phải là chứ bắt đâu, mà mình sẽ nạp một cái men bio sụt cái của Foxcom G41MD, bảo đảm 100% sẽ chạy. Nó là mẹo đi làm nha. Ok nha mọi người. Này có đây, 8585 rồi. Men nó chạy. Mình sẽ dẫn đặt kiểu cái men này luôn nha. Đây. Đây nhất á, đối với những men này 1 pha, 2 pha, 3 pha, 4 pha. Đối với những men Asus này G41 này thì nếu mà nó chạm 1 pha trong tất cả 4 pha này, nó chạm 1 pha đi thì mình có thể tiến hành xả bỏ 1 pha, men vẫn chạy bình thường nha. Xả bỏ 1 pha, chẳng hạn như con phép này chạm. Đối với con men này, con phép này chạm đi. Con phép này chạm sẽ không kích nguồn được, mình cút chắc 12V ra sẽ cút mình kích nguồn được. Thì men con phép này sẽ chạm. Giờ mình tiến hành mình sẽ thay gì? Sẽ tháo bỏ con phép này ra luôn. Mình cho chạy 3 pha thôi. Thấy không? Nhưng mà mình sẽ không chạy được con B4 630 nữa nha. Mấy con B4 đó mà mọi người. Cái 40 rồi đó nó sẽ chạy được, nhưng mà chạy sẽ nóng lắm. Nóng thiệt là nóng. Nóng lắm, mình sẽ chạy từ con co 2 trở lên. Men chạy tốt nha, 84 đồ ok nha. Đây.
à, đối với những amin acid này, acid G31, con lóc là ICS hay là ghi tẹt, gọi là ghi tẹt 954 hay là ICS 954 đều, tất cả đều có thể thay dư nhau, thay giống nhau luôn nha, thay cho nhau được, nên mọi người không cần nhất thiết phải làm gì hết. Nếu mà mắc lóc thì mình cứ thải thay vô, nhưng mà để ý, mọi người sẽ để ý kiểm tra chân nguồn cấp lóc vào chưa, có chưa, chân lóc có chưa, nó đi qua con quy này qua đường nguồn áp có chưa. Đa phần là mới nói những men acid G41 á, là đa phần là lỗi con quy này, không, con quy này không bao giờ được tháo ra nghe mọi người. Mình chỉ được quyền là để mình sẽ đo áp thiếu thì mình sẽ câu vô, đo áp thiếu hai chân thì mình sẽ câu nguồn trực tiếp vào, chứ mình không được tháo bỏ nha. Đối với những dòng men này cực kỳ quan trọng đó. Đây con lóc, con lóc này mình muốn thay đây hai con này cũng được, ok chứ mà. Rồi đây là con IO mọi người, con IO nó gọi là nô tông. Mình sẽ đo tất cả các mức nguồn, giống như mấy con IO khác cũng có những mức nguồn cấp vào cho nó, EGS, MGT, báo gốt, bed on đầy đủ hết, tất cả điều kiện để mở mức nguồn này, thấy không? Đối với những men acid này mọi người nên để ý là những con tụ lọc này nè, nó sẽ bắt ngược nha. Mình nếu mà nó ngược hơn gigabyte, để ý những cái men acid này làm lỗi nè, mình sẽ thay cửa tụ sẽ giống nhau nha. Đối với acid này, còn những bệnh của acid thứ nhất á là lỗi gì? Lỗi đối với những men G41 này lỗi là gì? Một là UV 15 giây shutdown. Thì đa phần là nó báo lỗi nguồn UV 15 giây shutdown. Thì những cái cặp acid này không có sơ đồ thì mà mọi người sẽ coi khu vực nguồn chức nam này, nó sẽ có cặp chở. Nào, cặp chở 472 đây cặp chở gì đây? 472 và đây mọi người, cặp chở này. Đây là cặp chở 472 và 822, đây là cặp chở UVOC. Đối với những cái men này mà lỗi nguồn UV 15 giây shutdown nha. Rồi, thứ hai nữa cái bệnh của cái này á gọi là gì? Mọi người hay quan tâm nhất là bệnh là lactic. Báo là lactic. Mặc dù mình có zoom rồi mà vẫn còn lactic luôn. Thấy không? Zoom rồi mà vẫn còn bị ra tình trạng lỗi là bình báo tình trạng là lỗi lactic. Đối với men này thì mình có thể tháo zoom này ra. Dò từ chân nguồn cấp vào này, chân nguồn này là chân nguồn này, đo chân này phải có 5V hoặc 3V 3 tùy men nha. Mình dò ngược qua thông với con quy nào, mình tiến hành xả 100% hết bệnh. Đặc bệnh đây là bệnh đặc trưng của chung acid. Không có làm gì cách hết, mình phải làm thôi, xả thôi. Acid 945 á, GSMC, GB5, GMS. Nói chung là acid mà 95 màu vàng á thì ở nó nằm khu vực khu đây nè. Mình phải thông qua hai con, phải xả hai con. G31 thông qua một con phải xả bốn con, G41 hay thông một con thì xả bốn con. Đây. Thứ hai nữa là không nhận USB thì tiến hành mình vẫn xả những con cớm sau lưng nha mọi người. Tất cả con cớm này mình xả luôn. Mọi người nhiều lúc mọi bạn mà xả hai con cớm này, mặc dù trên B2 vẫn có con cớm sao mình không xả luôn, xả phải xả luôn nha. Thứ tư nữa là men là gắn cộng với USB vô nè. Cộng LAN vô nè. Nó tình trạng là gì? Là không nhận cổng LAN, nhận LAN rồi báo cái này không tín hiệu nè. Hay chạm con này nè. Xả luôn. Rồi. Cái hay của cái acid á là con chạy sao nè. Con acid nó chạy thường lúc chạy hai cặp sao luôn nha. Cái này là ghi tẹt ACL887. Nếu mà mình trên sơ đồ để là con quia gắn được thì mình tiến hành mình thay vô, đổi chở đây nha, đổi chở chỗ nguồn vô. Mở sơ đồ lên chỗ chở và chở lại nha. Chứ không phải mình thay con này thay vô lại nhận đâu nha. Mình phải thay chở nha. Trên sơ đồ nó báo chỉ sao mình làm như vậy. Gắn con này phải thay chở vô. Rồi ok, video của mình tới đây xin kết thúc nha mọi người. Mọi người thấy hay cho mình xin một like đăng ký nha. Đăng ký cho mình để mình ra thêm những cái video khác nữa. Rồi ok, xin chào tạm biệt mọi người.